với chú, cháu muốn bán con đê hoa này ạ. Con máy này của cháu chú giả cho 8 triệu. Con nữ hoặc iPhone này của cháu là iPhone XS Max 256GB, sao chú giả rẻ thế? Cái máy này là chú đầy ấy, là chú bán có 8 triệu rưỡi thôi, đây là cháu nhìn là chú đầy rồi. Ôi, rẻ thế. Thôi chú bán cho cháu một con, cháu mua cho anh cháu này. Máy này chú toàn máy kém đó cháu ạ. Kém chưa mua, chú lấy cho cháu một con, cháu mua cho anh cháu. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Để cho chú một con iPhone 4S, đây là cháu nhiều lắm, để cho chú một cây. Vâng ạ, chú bao nhiêu con? Chú mua một cây về để dùng máy sưu tầm thôi, để xem cây nào đẹp lấy một cây nhá. Vâng, để cháu lấy nhá. Đây, chú ra đi chú. Ok cháu. Ok, để chị dọn nha. Ê cháu ơi, nhà con không? Hết rồi. Chú đấy xấu lắm, chú không mua được, chọn, chú muốn chọn cái đẹp cơ, chú mua sưu tầm. Bề ngoài quan trọng như thế à? Bề ngoài quan trọng như thế sao? À! Cháu 11 tuổi nhưng có 12 năm trong nghề điện thoại. Thế hai bố cháu có nhà không? Bố cháu không có nhà. Chú ở gì bố cháu ạ? À không, chú muốn nhờ bố cháu định giá cái điện thoại. Chú nghe nói là bố cháu có thể định giá được mọi điện thoại mà. À, chú muốn định giá điện thoại đúng không? Bố cháu không có nhà nhưng cháu vẫn có thể định giá được điện thoại. Thằng bé này khá nhỉ? Nó bao nhiêu tuổi rồi mà định giá được điện thoại? Cháu mới 11 tuổi nhưng cháu đã 12 năm trong nghề điện thoại rồi. Cháu mới 11 tuổi nhưng cháu đã 12 năm trong nghề điện thoại rồi. Mày có truyền thống với tao, mày 11 tuổi mà mày 12 năm trong nghề điện thoại. Cháu nói thật, từ khi cho bố mẹ, cháu đã được bố cháu dạy nghề điện thoại rồi. À, thằng này khá quá nhỉ, ok, thế mày định giá cho chú con máy iPhone 8 Plus này, xem được bao nhiêu thì chú bán nhá. Ok, định giá cho chú đi. Mày nhìn sơ qua, nếu con này nó ngon, mày đẹp, thì chắc chắn chú 5 triệu 8. Ok, cháu kiểm cho đi. Nhưng con này chú bị vỡ một tí ở đây rồi, thì cháu đã trừ đi 300. Mày khá, được, chú đúng là chú không bán đâu, nhưng chú thế này hay, chú bán luôn con này nói. Ok, thank you. Thắng vô. Định giá mọi điện thoại. Định giá Samsung A71. Bố cháu có nhà không? Chú muốn bố cháu định giá cho chú con máy nào? Bố cháu không có nhà, nhưng cháu vẫn có thể định giá cho con máy này. Cháu cũng định giá. Máy có đùa chú hay không đấy? Ok, chú định giá nha. Thực ra con này của chú rất là định giá, nhưng cháu không dám định giá thôi. Cháu cứ định giá cho chú đi. Đây là con Samsung A71 chú mua trên mạng. Chú mua qua Shopee đấy. Chú mua với giá là 2 triệu, cháu có định giá cho chú đi. Con này là cháu không mua, tên của chú là hàng fake. Nhưng cháu vẫn sẽ trả 200 cho chú để bố cháu quay TikTok. Ok, chú bán luôn. Con vừa mua con máy này với giá 200 con máy fake này ạ. Dạ. Con mua thì có máy không mua à? Không, không sao cả, để bố quay TikTok nhá. Vâng ạ. Đây là máy fake nhìn rất là dại nhưng mà cả bốn không được luôn. Thì ok, con trai mình bỏ ra 200 để làm cái clip TikTok này. Hy vọng mọi người cho mình một tin nhé, cảm ơn em đi. Thanh từ điện thoại. Nói không em vất. IQ vô cực mua 2 cây iPhone X chỉ với 5.500.000. Cháu có xem trên YouTube của chú. Chú bán iPhone X giá 5.500.000, cháu có thể đúng không chú? Đúng rồi, là chú có 3 con cháu nhá. Nhưng chú xem, được thì cháu mua. Ok, là chú có 3 cây iPhone X. Có tài khoản ẩn, máy bao zin nhá cháu nhá. 5.500.000 một cây. Mỗi tội nó có tài khoản ẩn thôi. Thì 2 con bao nhiêu tiền ạ? À? 1 con 5.500.000 thì 2 con là gấp đôi tiền lên cháu. Ok, thì chị bán cho hai con. Ok, tốt quá nhỉ. Đây tiền cháu đấy. Sắp tiền cả quần. Đây. Đây, tiền chú này gấp đôi nhá.
Con cháu ơi, sao có 5 triệu rưỡi cháu? Ơ, chú bảo gấp đôi làm gì? Đây, đây là 5 triệu rưỡi một con đúng không? Đúng rồi. Gấp đôi đây, gấp đôi là 2 con làm gì? Một con 5 triệu rưỡi, 2 con gấp đôi. Ok, được rồi cháu nhé. Định giá iPhone 8. Chú định giá cho cháu có iPhone 8 nhỏ rồi ạ. Máy quốc tế hay máy lốc hả cháu? Máy quốc tế ạ. Bao nhiêu ghi hả cháu? 256GB ạ. 256GB hả cháu? Vâng ạ. Thì mấy con máy màu gold mà 256GB hình thức đẹp như cây này thì chú sẽ giả cháu là 5 triệu 3 cháu nhé. Vâng ạ. Thanh tú điện thoại. Định giá mọi điện thoại. Mình chưa có vợ nhé anh em. Sao cháu áo đen giống chủ cửa hàng vậy? Trường hợp ngẫu nhiên thôi bạn nhá. Chứ mình chưa có vợ, chưa có gia đình bạn nhá. Ôi bố mẹ ơi, bố ăn cơm kìa. Nhớ like video ủng hộ mình nhé.